Chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại khu di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá. Và ở đây đang diễn ra lễ hội kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Và ngày chính là ngày 28 tháng 8 âm lịch hàng năm. Hiện tại mình đang quay là ngày 25 tháng 8 rồi các bạn. Và thời điểm này thì đình đang bắt đầu chuẩn bị tổ chức lễ giỗ, tức là trong miền Nam mình thì gọi là nhóm họ đó bạn. Ngày 25-26 là nhóm họ, tức là dựng những cái rạp thế này nè, rồi nấu ăn phục vụ cho bà con từ xa đến. Và một cái điều đặc biệt là toàn bộ những cái thức ăn hay là những cái nơi nghỉ ngơi thế này nè là hoàn toàn miễn phí hết. Khách thập phương chỉ việc đến thắp nhang và thưởng thức, sau đó nghỉ ngơi thôi. Đây là một cái nét đặc trưng của khu di tích văn hóa lịch sử Nguyễn Trực. Và cái này được duy trì rất là lâu rồi. Đó, hiện tại thì lưu lượng người đến cũng khá là đông nha các bạn. Tuy nhiên ngày chính thức là ngày 28 thì khoảng ngày 27 âm lịch là sẽ bắt đầu tiến hành lễ rước sắc thần. Lúc đó là cái lượng người sẽ đông gấp 20 lần như thế này các bạn. Đông lắm. Lúc đó là các bạn sẽ không thể nào mà có cái khoảng trống như thế này luôn. Hiện tại mới là cái nhóm họ thôi mà đã đông thế này đó. Thì tới cái lễ chính thức còn biết đông rất là dữ dội luôn. Điều này cho thấy là anh hùng Nguyễn Trung Trực là một nhân vật lịch sử và được rất là nhiều người ngưỡng mộ và rất là nhiều người họ tôn kính. Đây là khu vực ở phía trước chuẩn bị vào khu vực đền Nguyễn Trung Trực các bạn. Đây là đường Nguyễn Công Trứ. Đường này các bạn có thể đi xuống được bến tàu Phú Quốc luôn để mình có thể đi đến Phú Quốc cũng như là các huyện đảo khác như là Kiên Hải, Lại Sơn, vân vân. Và đây ở phía bên tay phải mình chính là khu di tích văn hóa lịch sử đình thần Nguyễn Trung Trực các bạn. Hiện tại thì đã rất là đông người rồi. Và đình thần cũng đã tổ chức các bữa ăn cho những khách thập phương. Trong đó có món bánh xèo nữa. Tuy nhiên hiện tại thì bánh xèo đã hết rồi, cho nên mình không có quay kịp các bạn xem. Đây là quang cảnh ở phía xung quanh khu vực đình thần Nguyễn Trung Trực các bạn. Những cái cánh hoa sen thế này nè, để phục vụ cho cái lễ hội thả hoa đăng được diễn ra có thể là vào đêm 27 hoặc là đêm 28. Cái này thì mình không biết chính xác. Và cái con sông mà các bạn thấy trước mặt còn được gọi là con sông Kiên. Rồi quay lại với không khí của lễ hội đình thần Nguyễn Trực. Thì hiện tại trước đình thần đang tổ chức múa lân siêu rồng rất là nhộn nhịp và tập trung rất là nhiều người các bạn. Đây, rất là đông người. Đây là cổng chính của đình thần Nguyễn Trung Trực các bạn. Các bạn là lễ hội truyền thống tưởng niệm 154 năm, tức là từ năm 1868 cho đến năm 2022. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh và tổ chức vào các ngày là 26, 27 và 28 tháng 8, tức là âm lịch các bạn. Hàng năm. Đang múa lên siêu rồng nha. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực ở phía bên trong đình thần Nguyễn Trung Trực. Đây là vị trí đặt bức tượng của cụ Nguyễn Trung Trực các bạn. Và bức tượng này là bức tượng gốc, tức là bức tượng mà đặt ở ngay vị trí của chợ Nhà Lồng Rạch Giá xưa đó. Hiện tại nó được dời về đây. Cái bức tượng mà các bạn thấy ở ngoài công viên là bức tượng mới sau này. Bức tượng này thì mình nghe nói là được đúc bằng đồng đen các bạn. Rất là giá trị đúng không?
Và đây hiện tại có rất là nhiều người đến thắp nhang. Phía trước thì vẫn tiếp tục diễn ra lễ hội Múa Lân Sư Rồng. Và phía sau bức tượng sẽ là khu vực đền thờ. Và nhang tại đình cũng được phát hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn đến chỉ việc đến thôi, rồi thưởng thức ẩm thực và nghỉ ngơi, có chỗ nghỉ ngơi luôn, ăn uống miễn phí luôn, và nhang thắp cũng hoàn toàn miễn phí luôn. Ở phía bên trái khu vực tượng sẽ là một cái bàn thờ. Đây, bàn thờ thần nông. Và đây là toàn bộ không gian ở bên trong khu vực đình thần Nguyễn Thị Trực. Một không gian cũng rộng rãi và thoáng mát. Bây giờ mình đang có mặt ở phía bên trong khu vực đền thờ của cụ Nguyễn Thị Trực. Trong này cũng rất đông người vô thắp nhang các bạn. Hình như cho mang dép á, cho mang dép mang giày vô á. Đây các bạn, cái nhà thờ rất là trang nghiêm và rất là cổ kính. Đây là những thành viên của đoàn Lân Sư Rồng nè, họ đang đi thắp nhang xong rồi đi ra ngoài. Đây những cái thùng cúng hỷ, hỷ cúng để các bạn có thể bày tỏ một chút lòng thành với khu di tích. Sẽ đi vào sâu bên trong nha cho các bạn xem. Hiện tại mình tính bỏ dép nhưng mà một số cô chú nói là cho phép mang dép vào, cho nên mình cũng mang vào luôn. Các bạn rất là đông người nha. Hiện tại là chỉ mới là ngày gọi là nhóm họ thôi mà đã đông như thế này rồi nè. Vào những cái ngày chính như là ngày rước sắc thần 27 hoặc là ngày giỗ chính là 28 tháng 8 âm lịch đó, thì còn đông nữa. Điều này cho thấy là cái sức ảnh hưởng của cụ rất là lớn. Và công đức của cụ được rất là nhiều thế hệ khắc ghi. Mình sẽ quay một vòng khu đền thờ cho các bạn chiêm ngưỡng nè. Bởi vì mình có thể quay vào những ngày này thì rất là dễ, còn vào những ngày chính thì chen chân vào đây rất là khó, bởi vì có lượng người đến rất là đông luôn. Đây hiện tại mình thấy có một vài YouTuber cũng đến quay nè các bạn. Đây là cái điểm cuối cùng của nhang thờ rồi. Rất là đông người đến thắp nhang tưởng niệm. Nhà thờ được thiết kế rất là thoáng mát luôn các bạn. Vào đây thì cảm giác rất là thoải mái và không khí lưu thông rất là tốt luôn nè. Mình sẽ đi ngược ra nha. Đây là những cái binh khí và tất nhiên là không được sờ vào hiện vật. Và ở phía bên trái gian thờ cũng như phía bên phải gian thờ này, cũng sẽ có các trang nhà để phục vụ cho các nhiệm vụ của đình. Và ở khu vực phía trước cũng có một cái khoảng sân rất là rộng rãi. Khoảng sân này thì thường được
dùng để đặt những cái bàn đãi khách thập phương. Khi họ cúng xong thì họ sẽ vào đây ăn nữa bạn. Ngoài ra thì ở bên ngoài cũng có những dãy bàn để phục vụ cho tất cả mọi người khi mà đến viếng thăm đình vào dịp lễ giỗ. Ở khu vực bên phải của đền thờ sẽ là khu lăng mộ của cụ Nguyễn Trực. Đây là vị trí của khu mộ đó bạn. Đó chính là vị trí của mộ anh hùng dân tộc Nguyễn Trực. Đây có cái bia ghi nữa các bạn. Đặt viên đá đầu tiên xây mộ của Nguyễn Trực ngày 18 tháng 10 năm 1986 gồm có các đồng chí nè: Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Lâm Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; rồi đồng chí Lâm Kim Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh. Đây, mình sẽ quay một vòng cái khu mộ cho các bạn xem nè. Ở đây cũng có rất là nhiều người họ ra chiêm bái nha các bạn. Khu này thì cũng được trang trí rất là tôn nghiêm. Đây là khu vực ở phía bên phải của đền thờ. Đây mình sẽ có thêm cái văn phòng của Ban Bảo vệ Di tích Lịch sử Văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực. Đây là cái cổng dẫn các bạn ra đường tự do nè. Hiện tại thì các con đường ở xung quanh đình cũng đã được che bạt và dăng võng nè, cũng như là kê các bạn ăn uống để phục vụ cho khách thập phương luôn. Nói chung thì các bạn đi viếng đình thì các bạn không có tốn kém bất kỳ thứ gì hết. Từ ăn uống, nghỉ ngơi và nhang khói, đình có hết. Các bạn chỉ việc đến với cái lòng thành của mình. Và tất nhiên các bạn có thể đóng góp một chút công đức của mình bằng cách là bỏ một ít hiện kim vào các thùng hỷ cúng thôi. Có ít lòng nhiều, mình có bao nhiêu thì bỏ bao nhiêu thôi, nó không có quy định là phải bỏ bao nhiêu hết. Và ở phía trước lăng mộ sẽ có một viên đá khắc câu nói nổi tiếng của cụ Nguyễn Trực là: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đến Tây. Đây là một câu nói bất hủ của cụ trước khi hy sinh. Ngoài ra thì cụ còn làm thêm một số bài thơ nữa, trong đó có một cái bài rất là nổi tiếng, đó là Thư Kiếm Tùng Nhung Tự Thiếu Niên: Yêu Giang Đẫm Khí Hữu Long Tuyền, Anh Hùng Nhiệt Ngộ Vô Dung Địa, Bảo Hận Thâm Cừu Bất Đối Thiên. Và cái bài thơ này cũng được rất là nhiều nhà thơ, soạn giả và các gọi là các nghệ nhân họ dịch. Tuy nhiên thì mình thấy cái bản dịch của thi sĩ Đông Hồ là khá chuẩn và khá đầy đủ. Đó là: theo việc binh nhung thở trẻ trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận trang trang chẳng đội trời. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng công tác tổ chức chuẩn bị và không khí của lễ hội kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hiện tại chỉ mới là bắt đầu thôi nha các bạn, mà lượng người đã đông như thế này rồi nè. Lúc mà lễ chính thức diễn ra thì còn đông nữa. Đây, ở phía trước đình cũng có một cái cầu đi bộ bắt từ đường Bạch Đằng qua đường Nguyễn Công Trứ để giúp cho khách thập phương có thể dễ dàng đi qua bên đình mà không cần phải chen chúc gửi xe, rất là tiện lợi. Và phía khu vực đường tự do thì cũng được che bạt và bắt võng sẵn luôn nè. Khách thập phương muốn nghỉ ngơi cũng có ngay chỗ nghỉ ngơi luôn, và ăn uống cũng có luôn. Nói chung là các bạn đi viếng đình thì không có tốn kém bất kỳ một đồng nào luôn. Và thêm một cái nữa là
những con người phục vụ đây nè, họ rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ và niềm nở. Cho nên các bạn cứ đến đây khi mà mình có điều kiện. Rồi, video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.